Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 121 Các vị đồng học, xin chào mọi người Hôm nay Có hơn 30 vị đồng học Đến từ Phúc Châu Đến từ Bắc Kinh Thì có hơn 50 vị đồng học Còn có các vị đến từ Đài Loan Và các khu vực khác Cũng hơn 30 người Tôi vô cùng cảm tạ mọi người Tôi biết Trong số các đồng học Đặc biệt là đến từ trung quốc phải dùng một khoảng thời gian đi lại rất dài tốn chi phí nhiều thậm chí là còn có đồng tu phải đem nữ trang của con gái để bán đi mà có tiền làm lộ phí qua bên này để tham học đây là sự việc thực sự cảm động Đủ thấy là sự nhiệt tình của các vị Đối với việc cầu Pháp Có tâm chân thành Đến Singapore Thời gian rất ngắn vẫn là luôn hy vọng chuyến đi này thật sự không uổng phí việc tu học trong phật pháp trước tiên phải có sự nhận thức chính xác đối với nó thì chúng ta mới có thể đạt được lợi ích chân thật Mọi người đều biết Phật giáo Là do Thích Ca Mâu Ni Phật Đã sáng lập ra vào khoảng 3.000 năm trước Người Ấn Độ gọi là Phật Đà Phật Đà ý nghĩa là gì? Chúng ta phải làm cho rõ ràng Vào ngày xưa Thì gọi là Thánh Nhân Người Ấn Độ gọi là Phật Đà Cho nên ý nghĩa của Phật Đà Chính là Thánh Nhân Danh từ này Phiên dịch ra là Giác giả nghĩa là người giác ngộ chân chánh là người giác ngộ viên mãn nên gọi là phật đà ở trung quốc thì ý nghĩa của chữ thánh này là người thấu hiểu chân tướng của vũ trụ nhân sanh nên gọi là thánh nhân ý nghĩa của nó là hoàn toàn tương đồng cho nên mọi người hiểu được phật bồ tát không phải là thần tiên phật bồ tát là thánh nhân là hiền nhân người trung quốc gọi là thánh hiền người ấn độ thì gọi là phật gọi là bồ tát là cùng một ý nghĩa trung quốc từ xưa đến nay tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền nhân phật giáo của ấn độ khổ xưa là giáo dục nếu dùng lời hiện nay để mà nói đó là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa chúng ta xem khổng lão phu tử và phật đà thực tại mà nói thì không có khác nhau phu tử cũng là nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa bạn xem ngài đã nói là hữu giáo vô loại câu nói này giống như là ngày nay chúng ta đã nói là không phân quốc độ Không phân chủng tộc Không phân tôn giáo tín ngưỡng Bình đẳng như nhau Thế nhưng chỗ khác nhau của khổng tử và Phật Đà là có Là chỗ nào vậy? Phu tử dạy học là Chỉ nghe đến học chưa nghe đi dạy Bạn đi đến nơi của Ngài cầu học Ngài rất quan hỷ bạn không đi tìm ngài thì thôi chứ ngài không đi tìm bạn phật thì không như vậy phật thì bạn dù không đi tìm ngài ngài cũng đến tìm bạn gọi là làm người khách không mời của hết thầy chúng sanh không giống nhau là ở chỗ này thái độ giáo hóa đối với hết thầy chúng sanh của các ngài là không như nhau nội dung dạy học thì có thể nói là nguyên lý nguyên tắc tương đồng Đều là từ hiếu đạo mà bắt đầu Vẫn là viên mãn ở hiếu đạo Nhà Nho nói hiếu Nhà Phật cũng nói hiếu Bạn xem tịnh nghiệp tam phước Như mở đầu Thì nói với chúng ta Hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng Hiếu thân tôn sư là tông chỉ của giáo dục Phật Đà. Triệt để hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh là mục tiêu chung cực của Phật giáo. Đây là việc mà chúng ta phải làm cho rõ ràng trước tiên. Phật giáo trong 200 năm gần đây mới biến thành tôn giáo. Ngày trước thì không như vậy Ngày trước là giáo dục xã hội Hơn 200 năm Gần 300 năm khoảng thời gian này Cũng không phải ngắn Cho nên Phật giáo đã biến chất rồi Biến thành tôn giáo Phật Bồ Tát bị biến thành thần tiên mọi người đi đến các chùa chiền am đường đều chỉ biết cầu khấn thần linh phù hộ xem phật bồ tát là thần linh rồi sai rồi thần linh có thể phù hộ cho bạn hay không đây là mê tín đích xác thật sự là mê tín Thế nhưng việc Phật Bồ Tát có thể phù hộ cho chúng ta Thì đây không phải là mê tín Phật Bồ Tát và Thần Linh phù hộ cho chúng ta khác biệt là ở chỗ nào Phật Bồ Tát dạy cho bạn Bạn có tai nạn Thì tai nạn là từ đâu mà đến vậy Tai nạn là từ việc bạn tạo tác hết thảy bất thiện nghiệp đã cảm chiêu đến Bạn có thể quay đầu Đoạn ác tu thiện Thì tai nạn của bạn liền rời xa Phước báo của bạn liền hiển tiền Là dạy cho bạn biết Không phải là các ngài có đặt gì công năng gì Để đến đây bảo hộ cho bạn cả Không có cái đạo lý này Thần tiên nói là Phù hộ cho bạn Mà không có dạy cho bạn Vậy thì đó không phải là thật Khi thật là Khi chúng tôi tiếp xúc với rất nhiều các tôn giáo khác Chúng tôi xem kinh điển của họ Trong kinh điển của họ cũng là dạy người ta Đoạn ác tu thiện Bạn hãy xem kinh cô Ran. Hãy xem tân cựu ước của kỳ tô giáo và thiên chúa giáo Thần linh cũng dạy bạn là phải hiếu kính cha mẹ trong kinh điển của họ đều có dạy bạn tôn trọng trưởng bối yêu thương anh chị em của bạn yêu thương hàng xóm láng giềng của bạn đây là việc mà chúng tôi nhìn thấy ở trong kinh điển của các tôn giáo khác đối với hết thảy người phải từ bi phải thí xã có thể thấy những vị thần linh Ở trong các tôn giáo Cũng là dạy người ta Đoạn ác tu thiện Nếu như Không xem trọng sự giáo huấn Không chăm chỉ y giáo phụng hành Cứ mê bụi dùng tình chấp Để mà cầu Phật Bồ Tát Thần linh đến phù hộ Cuối cùng cũng chỉ là uổng công sau khi hụt hẫn thì oán hận Phật Bồ Tát không linh Thần tiên không linh Lại đi hủy bán Tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp Cho nên chúng tôi ngày nay Tiếp xúc với rất nhiều các tôn giáo Chúng tôi cũng đã khuyên tất cả các tôn giáo Chúng ta nên xem trọng việc giáo học của tôn giáo phải xem trọng giáo dục tôn giáo ngày nay thế gian tai nạn rất nhiều nguồn gốc của tai nạn chính là do chúng ta đã mất đi giáo huấn của thánh hiền giáo huấn của thánh hiền dạy chúng ta điều gì dạy chúng ta làm người như thế nào làm một người tốt như thế nào mà còn phải là người tốt số một Trong số những người tốt Vì chúng ta hiểu rõ Mối quan hệ giữa người với người Mối quan hệ giữa Con người với hoàn cảnh đời sống Hết thảy dạng vật Sau khi bạn đã minh bạch rồi bạn không những là yêu thương người mà bạn cũng sẽ yêu thương vật ngày nay nếu nói đến yêu vật thì chúng ta không bằng người ngoại quốc khi tôi sống ở úc châu người úc châu nhìn thấy trên cây có một tổ chim leo lên nhìn thử thì thấy bên trong có trứng chim ở chỗ này phải mở một con đường đi cái cây này phải chặt bỏ đi nhưng nhìn thấy trên cây có tổ chim họ phải đợi đợi sau khi chim nở lớn lên bay đi thì mới chặt bỏ cây này mới mở con đường này có khi phải đợi đến vài tháng người ta yêu thương loài vật như vậy ở điểm này thì chúng ta không bằng người ngoại quốc cho nên khi chúng tôi ở nước ngoài những động vật hoang dã như là những con sóc chúng ta nhìn thấy thì rất thích chúng lấy vài hạt đậu phộng để trên lòng bàn tay kêu chúng đến ăn chúng sẽ leo lên lòng bàn tay của bạn để mà ăn chúng không sợ con người như là bạn thân của con người vậy chúng biết con người không làm hại chúng sẽ bảo vệ chúng ở chỗ chúng ta thì không nhìn thấy ở chỗ chúng ta thì chim thú rất sợ người ở ngoại quốc thì chim thú không sợ con người vì con người không có ý niệm muốn sát hại chúng đều yêu thương chúng bảo vệ chúng động vật như vậy thì thực vật cũng như vậy cho nên chúng ta hãy đi đến nơi đó mà xem thử cây có gì sao lại tốt như vậy, cỏ gì sao xanh như vậy, hoa sao đẹp như vậy, không có gì khác, người ta yêu chúng mà, chúng dùng những việc này để báo đáp, lòng yêu thương tràn đầy khắp nhân gian, nhà nho đã dạy bảo chúng ta như vậy, nhà phật cũng dạy chúng ta như vậy kỳ thật thì trong kinh luận của các tôn giáo cũng đều dạy bảo chúng ta như vậy chúng ta không có chăm chỉ mà học tập chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều các tôn giáo luôn là nhìn thấy họ xem trọng các nghi thức tôn giáo mà không có xem trọng việc giáo dục tôn giáo giáo dục là thực chất nghi thức chỉ là bề ngoài chỉ có bề ngoài mà không có thực chất thì không thể nào giáo hóa chúng sanh không thể nào tiêu tai miễn nạn ở trong hết thảy tất cả giáo học của thế xuất thế gian đích thực phật là đệ nhất Phật đích thực là siêu dược hơn nhà nho Nhà nho vẫn là có giới hạn Phật Pháp thì không có giới hạn rồi Chúng ta cũng thường hay nghe nhà Phật nói là Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới Là không có giới hạn rồi Đặc biệt chúng ta ở trên Kinh Hoa Nghiêm Đã đọc được Đã học được rồi Phải chăm chỉ mà học Phải đem những gì học được Hoàn toàn áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta Đây chính là một sự chuyển biến rất lớn Đem đời sống phạm phu của chúng ta Chuyển biến thành đời sống của Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát tự tại an lạc Từ chỗ nào mà bắt đầu xoay chuyển Phải nên hiểu Chúng ta học Phật Các đồng tu học Phật rất nhiều Đã học rất nhiều năm mà công phu không đắc lực Vọng tưởng tạp niệm vẫn là chồng chất như núi Các vị Có rất nhiều vấn đề đến hỏi tôi sau khi tôi nghe xong thì biết được bạn từ sớm đến tối đều nghĩ tưởng lung tung bạn nếu như không có vọng tưởng thì thì bạn làm gì có vấn đề bạn đâu có vấn đề chứ vấn đề của bạn đều là từ nghĩ tưởng quá nhiều mà ra nói một cách khác là không có thật thà nếu như thật thà học phật lão thật niệm phật người thật thà thì không có vấn đề có vấn đề thì đều là không thật thà tâm không thanh tịnh mọi người đều biết hai chữ nghiệp chướng kỳ thực hai chữ nghiệp chướng này là giải thích như thế nào đây còn rất ít người có thể giảng giải được ngay cả nghiệp chướng là gì cũng đều không biết thì bạn làm sao có thể tiêu được nghiệp chướng chứ nghiệp là sự nghiệp sự là tạo tác chúng ta khởi tâm động niệm là tạo tác ở trong tâm ngôn ngữ là tạo tác của khẩu hành vi của thân là tạo tác của thân thể khi đang tạo tác thì gọi là sự bạn hiện tại là đang làm sự việc gì chính là bạn đang tạo tác kết quả của tạo tác gọi là nghiệp tạo tác của bạn là lợi ích cho chúng sanh thì là thiện nghiệp tạo tác của bạn là tự tư tự lợi là ác nghiệp đây gọi là nghiệp thiện nghiệp và ác nghiệp đều là chướng ngại chướng ngại cái gì vậy là chướng ngại tâm thanh tịnh của bạn chướng ngại tâm bình đẳng của bạn Đây gọi là nghiệp chướng Các vị phải nên biết Tâm thanh tịnh và tâm bình đẳng là chân tâm của chính mình Tâm không thanh tịnh thì liền bị ô nhiễm Bị cái gì là ô nhiễm vậy? Bị tài sắc danh thực thủy ô nhiễm Bị tham sân si mạng ô nhiễm Chân tâm của bạn mất đi rồi Sau khi chân tâm mất đi rồi Thì bạn sử dụng đó là vọng tâm Là vọng tâm thì bạn làm gì Có đạo lý không tạo ác nghiệp chứ Tạo tác ác nghiệp Thì nhất định sẽ cảm chiêu đến Quả báo bất thiện Trùng trùng tai nạn liên hiện tiền Phải hiểu rõ được nghiệp chướng Rốt cuộc là sự việc như thế nào Cho nên Phật dạy chúng ta tu cái gì? Tu tịnh nghiệp Cái cảnh giới này thì cao rồi Thế nào gọi là tịnh nghiệp? Ở trong tịnh nghiệp không có ô nhiễm Nói cách khác là Quyết định không có tự tư tự lợi Quyết định là không có thị phi nhân ngã Không có tham sân si mạng thì hết thảy tạo tác của bạn liền gọi là tịnh nghiệp Thuần túy là lợi tha Quyết định không có mấy mây tự lợi Nếu như bạn không hiểu Không biết cách làm như thế nào Ở chỗ này của chúng tôi có băng ghi hình Các chị có thể xem qua Ở Singapore có một vị là Cư sĩ hứa triết 101 tuổi bạn xem con người này Người này tạo ra đó là tình nghiệp Bà không phải là nhiễm nghiệp 101 tuổi rồi Các chị hãy đi xem bà Thân thể của bà cũng giống như người 30-40 tuổi vậy Cả một đời chưa bị bệnh qua Tôi tỉ mỉ quan sát Chỉ thấy bà mất một cái răng Tai mắt đều minh mẫn Phản ứng nhanh nhạy Không khác gì những người thanh niên vì sao bà lại có cái hiệu quả đó vậy? Vì tâm thanh tịnh Bạn hỏi bà, bà sẽ nói với bạn Bà cả đời chưa hề tức giận qua bao giờ Không có oán hận một người nào Bà nhìn cái thế gian này Ai ai cũng đều là người tốt Khi chung sống với mọi người Có chỗ nào chưa tốt Bà đều không trách người khác Mà chỉ trách chính mình Là do chính mình làm chưa tốt Nên không thể khiến người khác quan hỷ xưa nay chưa hề trách cứ người khác cho nên người ta khỏe mạnh sống lâu một trăm lẻ một tuổi rồi mà mỗi ngày đều ra ngoài bôn ba vì những người nghèo khổ mà làm thiện nguyện bà không có nghỉ ngơi bạn nếu như muốn tìm bà thì phải hẹn trước nếu không thì bạn sẽ không thể tìm được bà giúp đỡ hết thảy những người nghèo khổ bà mỗi ngày ăn một bữa là ăn trường chay quần áo bà mặc là nhặt từ trong thùng rác xưa nay chưa hề đi mua một bộ quần áo nào người ta hỏi bà gì sao chị bà nói người nghèo khổ còn rất nhiều tôi phải giống như người nghèo khổ chị nếu tôi mặc bộ quần áo mới thì sẽ không giống như họ nữa không có cái ngã không có tư tâm cho nên bà tu là tính nghiệp Nếu như nhà Phật nói tính nghiệp mà không hiểu Thì hãy xem bà là bạn sẽ hiểu Đó gọi là tính nghiệp Quả báo của tịnh nghiệp là thanh tịnh tự tại Thân tâm an lạc Bà không có phiền não Không có lo lắng, không có dướng mắt đây là một tấm gương cho chúng ta xem là làm cho chúng ta xem bà đến khi được một trăm tuổi mới học phật hiện tại thì mới quy y mới học phật bạn hỏi bà là bà có đang suy nghĩ gì không bà đang nghĩ gì vậy bà nói tôi đang nghĩ ai di đà phật hiện tại đã học phật rồi thì nghĩ đến ai di đà phật khẳng định sẽ giảng sanh cực lạc thế giới là một thiện nhân đạt tiêu chuẩn chúng ta phải nên học tập ở bà sự hành trì của bà người xuất gia đều làm không được cả một đời là tùy duyên chứ không phan duyên cho nên tâm của bà mới thanh tịnh thế nào gọi là phan duyên chị ta muốn đi làm cái gì thì làm cái đó đó là phan duyên Bà xưa nay chưa hề có ý nghĩ này cái gì cũng đều tùy duyên Tùy duyên liền tử tải Bạn hãy xem Con người 101 tuổi này Khi bạn có cơ hội gặp được bà Bà có thể lộn nhào dài cái cho bạn xem Các gì thì làm không được Bà có thể làm được Chúng tôi có làm một video ngắn về đời sống của bà Có dịp sẽ chiếu cho mọi người xem nếu như các vị có cơ hội Thì hãy nhờ cư sĩ Lý hẹn với bà Có thể đi đến thăm bà Các vị đồng học Mấy ngày hôm nay Có rất nhiều đồng học Đến từ Trung Quốc, Đài Loan và các khu vực khác xem tình hình này về sau người sẽ ngày càng nhiều hơn mọi người đi đến bên này việc tôi có thể giúp đỡ các vị thực tế mà nói là rất có hạn chúng ta phải nhận thức thật rõ ràng là trong hoàn cảnh đời sống hiện tại của chính mình phải làm như thế nào mới chân thật đạt được sự giải thoát cái ý nghĩa này là rất lớn khi chưa tiếp xúc với phật pháp đối với những chân tướng sự thật này tương đối không dễ gì tiếp nhận đối với phật pháp cũng có đại khái đọc xem qua người có một chút công phu điều khẳng định là con người không phải chỉ có một đời này chúng ta có đời quá khứ và còn có đời vĩ lai Thánh hiền thế xuất thế gian Không ai mà không nói với chúng ta Sanh mạng là vĩnh hằng Mất sanh bước diệt Phật Pháp gọi bất sanh bất diệt Là Đại Bác Niết Bàn Đại Bác Niết Bàn là theo tiếng Ấn Độ Ý nghĩa là bất sanh bất diệt phật muốn chúng ta đi chứng minh bạn nếu như chứng minh rồi chứng thực cái sự thật này là chân thật tồn tại thì người này gọi là thành phật liền gọi là chứng đạo chứng quả rồi sanh tử là một sự việc như thế nào vậy sanh tử chính là cái thân này có sanh tử cái thân này không phải là ta, thân là cái của ta, giống như là quần áo vậy. Quần áo dơ bẩn rồi thì thay một cái khác. Cái thân thể này hư hoại rồi thì dứt bỏ đổi sang một cái mới hơn. Xả thân thọ thân thì cũng giống như là thay đổi quần áo vậy thôi. Ở trong này nói với chúng ta là cái ta chân thật thì không có sanh tử. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ về cái ta chân thật này. Bạn nếu tu thiện nghiệp thì tương lai bạn thay đổi cái thân này sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng thù thắng. Bạn nếu như làm việc ác thì thân này càng thay sẽ càng tệ. Bạn xem thân người nếu thay đổi thành thân súc sanh thì đã thấp đi một bậc rồi. Lại đổi thành thân quỷ Thì lại còn thấp hơn súc sanh một bậc nữa rồi Nếu bạn muốn đổi thành một thân tướng tốt Vì thì, thì bạn phải tu thiện Nếu bạn làm ác Thì thân tướng của bạn nhất định Sẽ là mỗi đời Sẽ một tệ hơn Đây là đạo lý chân thật Cũng là sự tướng chân thật Do đó mà Phật nói với chúng ta Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Nhất thiết hữu vi pháp Như mộng huyễn bào ảnh Xin nói với các vị Phật pháp cũng là hữu vi pháp Phật pháp có cần phải học hay không? Phải học, phải biết học bạn mà không biết học Dù bạn học đây cả một bụng Phật Pháp Cái Phật Pháp nó cũng không khởi tác dụng Bạn vẫn là phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi Bạn vẫn là mỗi đời sau không bằng đời trước Cho nên bạn phải biết học Phật Pháp chân chánh là gì? Là giới định huệ Đây mới chân thật là Phật Pháp giới định huệ có nằm ở trong sách hay không chị không có trong sách thì làm gì có giới định huệ chứ giới định huệ là ở trong tâm của bạn trong sách chỉ là thuyết minh nói rõ mà thôi chúng ta đọc quyển sách này thì hiểu được trong tự tánh của chúng ta có giới định huệ viên mãn đây mới hóa nhiên đại ngộ mới hiểu được rồi có thì làm thế nào đem giới định huệ để lấy ra đây đây là chân học vấn chân công phu chúng ta hiện tại vì sao không có giới định huệ chị giới định huệ đã biến thành phiền não rồi biến thành tham sân si giới biến thành tham định biến thành sân nhuế huệ biến thành ngu si biến chất rồi phật nói với chúng ta thanh sân si chính là giới định huệ hiện nay là làm thế nào để đem sân si khôi phục biến nó thành giới định huệ thì việc tu học Phật Pháp của chúng ta Sẽ là công đức viên mãn Mấu chốt là ở chỗ nào vậy Mấu chốt là ở chỗ mê ngộ Mê rồi Thì giới định huệ trong tự tánh của chúng ta liền biến thành tham sân si Giác ngộ rồi Tham sân si hiện tiền liền biến thành giới định huệ Là sự việc như vậy nếu như các chị hiểu được những nguyên lý nguyên tắc này, bạn phải tin sâu không nghi, thì chúng ta sẽ dụng công. Vì sao vậy? Vì chúng ta đã nắm bắt được mục đích của tu học, chân thật là nắm rõ được cương lĩnh. Thế là chúng ta liền biết được phải học như thế nào, nhất môn thâm nhập trường kỳ hương tu Thì sẽ có cách Để đem tham sân si Khôi phục trở lại Thành giới định huệ Không thể tham nhiều Cái gì cũng muốn học là tâm tham Lòng tham thì không thể đoán được lòng tham Mê không thể phá mê Giác mới có thể phá mê Mọi người phải hiểu được cái đạo lý này Trước mắt Chúng ta phải dung trọng cái gốc Cho những Quyết định không đọa lạc Quyết định không trượt ngã Việc này quan trọng Chúng ta xem Từ xưa đến nay có biết bao nhiêu người Tu hành thất bại Đọa lạc Trượt ngã Nguyên nhân là gì? Là dùng ý niệm tham sân si để tu hành Dùng ý niệm tự tư tự lợi để mà tu hành Vậy thì làm sao có thể thành công? Phương pháp để dung bồi cho chắc cái gốc Chính là một môn thâm nhập Ở trong một môn này Thành tựu giới định huệ Đây là một phương pháp vô cùng quan trọng Sau khi quệ đã khai rồi Mới học rộng nghe nhiều Cho nên tứ hoàng thể nguyện Là một con đường mà Phật dạy cho chúng ta Tu hành Chúng ta phải tuần tự Tiến dần lên Thứ nhất là phải phát nguyện Thực tại mà nói Ngày nay người tu hành Chưa có phát nguyện Cho nên bạn cái gì cũng đều không thể thành công Bạn không có phát nguyện Thì cửa vật bạn vẫn chưa bước vào Phá cái nguyện gì Chúng sanh vô biên thể nguyện độ câu nói này giảng như thế nào chúng sanh vô lượng vô biên ta phải phá cái nguyện vì họ mà phục vụ cái gì đã phá cái tâm này chưa vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ xả mình vì người qua lại với người mà trong lòng vẫn còn nghĩ làm thế nào để có chỗ tốt cho chính mình có lợi ích cho chính mình sai rồi bạn mê rồi bạn làm sao có thể học phật chứ bạn làm sao có thể vào cửa bạn hãy xem chư phật như lai chư đại bồ tát thậm chí là thanh văn duyên giác các ngài đã phát cái tâm gì qua là với chúng sanh Luôn nghĩ đến là Việc chính mình có lợi ích gì Đối với chúng sanh Tuyệt đối không nghĩ đến là chúng sanh có lợi ích gì với ta hay không Không nghĩ đến việc này Mà ta có lợi ích gì đối với họ Ta có cống hiến gì với họ hay không Đây gọi là chúng sanh vô biên thể nguyện độ Bạn không có cái tâm này Không có cái nguyện này Thì bạn học Phật làm gì chứ Học có nhiều hơn đi nữa Thì bạn vẫn là chúng sanh trong lục đạo Bạn vẫn lại chưa có vào cửa Phật Bạn phải học Phật Phật là xá minh di người Kinh Kim Cang mọi người cũng đọc rất nhiều Chư Phật Bồ Tát Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Một lòng chân thành từ bi Vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ giúp đỡ hết thảy chúng sanh giải trừ khổ nạn khổ nạn là có nguồn gốc gốc của khổ nạn là gì gốc là mê hoặc do đó trong việc phục vụ giúp đỡ chúng sanh thì một việc quan trọng nhất là giúp họ khai ngộ Phá mê khai ngộ Họ tự nhiên sẽ lìa khổ được vui Dính diễn lìa khổ Dính diễn được vui Đây là hạng mục Quan trọng nhất Trong vô lượng vô biên hạng mục Thích Ca Mâu Ni Phật Đã biểu diễn cho chúng ta xem 49 năm giảng kinh thuyết Pháp Chính là làm cái công tác phục vụ này Đây là căn bản nhất Cũng là quan trọng nhất Sau khi chúng ta đã minh bạch việc này Lý đã minh bạch rồi Sự đã rõ ràng rồi Mới hiểu được sự quan trọng của một môn thâm nhập Một môn thâm nhập là học cái gì? Đoạn phiền não Phiền não vô tận thể nguyện đoạn Đoạn phiền não chính là lúc nãy tôi vừa nói Đem tham sân si chuyển biến thành giới định quệ Chính là làm công việc này Một quyển kinh vô lượng thọ Hoặc là một quyển kinh a di đà Thì đủ rồi mà cần nhiều thêm để làm gì chứ Cổ Đại Đức Cũng đã làm tấm gương cho chúng ta xem Cả một đời giảng một bộ kinh a di đà Giảng hơn 300 lần Đây là làm tấm gương tốt Cho người hiện nay của chúng ta Người ta nếu như mời ông làm cái khác Tôi không biết tôi chỉ biết giảng kinh a di đà Những cái khác tôi đều không biết Ngài gì mời Pháp Sư khác mà giảng Ông đã thành công Tâm của ông là đỉnh Ông có phải là không biết giảng những kinh khác hay không Kinh nào ông cũng biết giảng Nhưng ông không giảng Chính là làm một tấm gương tốt là để chỉ ra Một con đường sáng cho mọi người Thoát ly lục đạo luân hồi Là con đường sáng lạng Để liễu sanh tử xuất tam giới Một môn thâm nhập Chuyên tu chuyên hoàng Bạn thích giảng kinh vô lượng thọ Bạn cả đời cứ giảng bộ kinh này Thích kinh A-di-đà Thì cả đời giảng kinh A-di-đà Không nên giảng nhiều ăn nhiều thì nước không trôi làm quá nhiều quá tạp thì tâm bạn sẽ loạn giới định huệ của bạn hết thảy đều không có cho nên phải chuyên tin tôi trong quá khứ ở dưới hội của lý đạo sư mười năm tại đại trung tôi đã nói qua với các vị tôi học năm bộ kinh mười năm chỉ học năm bộ vào lúc đó thì không hiểu được cái đại đạo lý này nên đã học năm bộ nếu như hiểu được cái đại đạo lý này thì tôi chỉ học một bộ tôi sẽ không học năm bộ tôi theo lý lão sư nhiều năm như vậy nhưng ngài không có đem cái đại đạo lý này giảng giải cho tôi một cách rõ ràng thấu triệt như vậy lão sư ngài nói chuyện rất hàm xúc chỉ ám chỉ ám thị mà thôi Do đó chúng tôi để có thể Thể hội được Thì cái dục vọng tim tòi học hỏi đó Sẽ không buông xuống được Ngài nếu như có thái độ giống như tôi vậy Nói kiên quyết như vậy Nói thẳng như vậy Vậy thì chúng tôi chỉ có cách đành phải phục tùng thôi Làm gì có đạo lý không nghe theo chứ Đó là sự đáng quý của một môn thâm nhập bởi vì chúng ta không có tu cái gì khác Chúng ta là cầu định huệ Định là đầu mối trọng yếu Giới là phương tiện Định là trọng yếu Huệ là mục đích Phải khai trí huệ Tôi ở Đài Trung học năm Bộ Kinh Kể ra cho các vị nghe Thì các vị hiểu được Phân lượng không nhiều Bộ đầu tiên là học bộ A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh bộ kinh đó phân lượng bao lớn gì giống như trang sách này thì chỉ có sáu trang sáu trang thôi không nhiều bộ kinh thứ hai học là phật thuyết a di đà kinh bộ này thì các vị thường đọc tụng bộ thứ ba học là phổ hiền hạnh nguyện phẩm các vị cũng đều đã đọc qua rồi phân lượng của bộ này thì nhiều hơn một chút bộ thứ tư là kinh kim cang bộ thứ năm là kinh lăng nghiêm tôi ở đại trung 10 năm chỉ học một chút kinh này thôi. Cho nên mới cắm được cái gốc. Thế nhưng những kinh luận mà tôi giảng thì rất nhiều, có mấy mươi loại. Đã giảng qua khoảng mấy mươi loại kinh luận. Những đại kinh đại luận này tôi chưa học qua. Chưa học qua nhưng có thể giảng Trong quá trình cầu học Đã đạt được một chút định nhỏ Một chút quệ nhỏ thôi Cho nên nếu không có định quệ Thì làm sao có thể thành công Nếu như ngày nay chúng ta không có cái năng lực này Vậy thì đành lão thật Một môn thâm nhập một câu phật hiệu niệm đến cùng khẳng định được giảng sanh cuộc đời này của chúng ta đã thành công rồi thế xuất thế gian pháp đều phải buông xuống liên trì đại sư những năm cuối đời đã nói hai câu nói nó rất hay tam tạng mười hai bộ là để người khác ngộ các vị có ai thích ngộ thì các vị tự mình phải đi ngộ Ngài tự mình chỉ một bộ kinh di đà Ngay cả Phật Pháp cũng đều buông xuống Tám dạng bốn ngàn Pháp môn Xin nhường mọi người hành Các vị muốn tu rất nhiều Pháp môn Các vị cứ đi tu Tám dạng bốn ngàn Pháp môn Xin nhường các vị tu Ngài thì chuyên tu Pháp môn niệm Phật Hai câu nói này rất hay Không phải người tái lai thì không nói được câu nói này Một quyển kinh A-di-đà Một câu Phật hiểu vững và dạ, chắc chắn Đến cực lạc thế giới Gặp A-di-đà Phật Bạn muốn nhiều pháp môn để làm gì chứ? Tôi ngày nay giảng nhiều kinh luận như vậy là vì sao? Là bị ép buộc nếu như thế gian còn có người giảng những kinh luận này tôi quyết định sẽ không giảng nữa vì không có ai giảng mà rất nhiều pháp sư đại đức khuyên tôi giảng qua một lần lưu lại ban ghi hình để cho đời sau làm tham khảo là cái ý như vậy tôi tuyệt là không phải muốn giảng cũng quyết không phải yêu thích giảng giảng những kinh luận này đối với sự tu hành của bản thân tôi dù nhiều hay ít cũng có một chút chướng ngại tuy là chướng ngại không lớn ít nhiều cũng có một chút chướng ngại đây chính là chỗ mà tôi không giống như những người khác các vị nếu như không có một chút định công này vậy thì chướng ngại rất lớn rồi Quyết định là sẽ tạo thành chướng ngại rồi Tâm của bạn là tán loạn Tâm của bạn là hôn trầm Ý thức tư tưởng của bạn không thể tập trung Tiền não của bạn không áp chế được Nói cách khác bạn quyết định vẫn là phải luân hồi lục đạo nói lời khó nghe một chút trong tam đồ bạn có phật rất lớn cho nên các vị đồng tu đến nơi đây thời gian tuy rằng không dài tôi cống hiến cho các vị một câu là kiên định lòng tin quyết không lay động chúng tôi có sư thừa có lão sư đời đời tương truyền quyết định là không có sai lầm ngày nay trong nước ngoài nước số người y chiếu theo bản hội tập kinh vô lượng thọ này tu hành thoại tướng giảng sanh rất hiếm có chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy đây là sự chứng minh Cho nên phải có lòng tin đối với bản hội tập này Lòng tin của tôi rất tràn đầy Không mấy may lay động Thời kỳ mạng Pháp 9.000 năm Quán độ chúng sanh Chính là bản hội tập này Đại sư Mai Quang Hy đã nói không sai chút nào Ngày trước Pháp Sư Diễn Bội Cũng hoài nghi ông hoài nghi là yếu giải của ngẫu ích đại sư ấn quan đại sư xưng tán nó là cho dù cổ phật có tái lai làm chú giải cho bộ kinh di đà này cũng không thể nào hay hơn được pháp sư diễn bồi đã hỏi tôi ấn quan pháp sư nói những lời này có phải là nói quá lời rồi hay không tôi trả lời là không nói quá lời một chút nào ngài nói đó là rất chính xác bản hội tập này của ngài hạ liên thì cũng giống như ngài mai quang hy đã nói vậy cũng là rất chính xác chúng ta nếu như có loại tâm này có loại nguyện này loại hành này đến tây phương tịnh độ thì bản thân mình đã nắm chắc rồi Bất cứ lúc nào cũng có thể giảng sanh, bất cứ nơi đâu cũng có thể giảng sanh, đều không có một chút chướng ngại nào. Đạo nghiệp của chúng ta xem như là đã thành công, sự tu học của đời này là không uổng phí rồi. Cho nên chúng ta đối với sự giáo huấn của lão sư mới cảm ơn. Chúng ta thật sự đạt được, thật sự giải quyết được vấn đề. cho nên chúng ta ở nơi này cùng nhau tu học không giống với các Phật học viện thông thường khác. Khóa trình của họ rất nhiều rất tạp, là học giống nghe nhiều. Tôi không tán thành cái phương pháp này. Phương pháp giáo học ở các Phật học viện đó một học kỳ học đến mười mấy môn khóa trình, thật là lãng phí người khác. Như định là không thể thành tựu rồi. Phương pháp tôi dạy người là do Lý Lão Sư truyền cho tôi Đây là phương pháp đời đời tương truyền của người Trung Quốc xưa Chính là chỉ học một thứ Vào lúc đó Phật Quang Sơn có hơn 100 vị học trò Tôi đã nói với Tinh Vân Pháp Sư Mỗi một học trò học một bộ kinh Cả đời chỉ học một bộ kinh thôi Sau 10 năm thì họ đều là chuyên gia Một bộ kinh A-di-đà học 10 năm Người đó chính là A-di-đà Phật một bộ phổ môn phẩm học 10 năm Thì người đó chính là quan âm Bồ Tát Mỗi người đều là một chuyên gia Không nên làm thông gia Vậy thì thành công rồi Nhưng ông không tin không thể tiếp nhận Ông muốn học rộng nghe nhiều Sau khi học xong thì cái gì cũng không biết Học quá tạp loạn rồi Học đây cả một bụng đều là Phật học thường thức Không có liên quan gì với đạo cho nên tôi cũng không có cách nào để thương lượng với ông. Chúng tôi đành cứ như vậy mà chia tay rồi rời đi. Ở nơi này tổ chức lớp bồi huấn, các vị đồng học ở nơi này cũng có một chút thể nghiệm. Chúng tôi là một bộ kinh vô lượng thọ. Các vị cảm thọ đều không như nhau. Bất luận là một bộ kinh nào, chỉ cần bạn học một bộ một môn thâm nhập toàn tâm toàn lực chăm chú vào đó thì bạn sẽ ở trong này mà đắc giới đắc định đắc huệ bạn thành công rồi sau khi trí huệ khai rồi bạn có thể đi học rộng bạn có thể đi nghe nhiều vì sao vậy bổ sung cho hậu đắc trí của bạn hậu đắc trí là vô sở bất tri vô sở bất tri bạn vẫn tập trung vào trong một bộ kinh này mà phát huy sau đó bạn lại xem lại bộ kinh này thì mỗi câu mỗi chữ đều là vô lượng nghĩa nói ngắn nói dài nói sâu nói cạn bạn đều được đại tự tại đây là chỗ tốt từ việc một môn thâm nhập mọi người hãy nên ghi nhớ cái đạo lý này ghi nhớ cái phương pháp này đến đây một chuyến cũng xem như là không uổng công tôi xin nêu ra một chút như vậy để cống hiến với các vị được rồi hôm nay thời gian đã hết xin cảm ơn mọi người a di đà phật a cộng gmail com người đồng hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật god